nhiều kìa. Từ hồi nay bắt con tôm. Đó đây cái này gọi là cái gì vậy anh? Lợp hả? Trong khi chấm cơm, nhét xù, nhúng xù, trồng đủ thứ. Ở đây đừng trồng chấm cơm. Để chiều đủ hai bà cháu nó qua chơi. Không cho lần 8 được đâu. Anh phải bao lại, anh xiết nước, anh phải chăm sóc. Hả? Nó mới có ra. Chứ là chấm cơm đây trồng là nhét xù. Hai trái dừa. Phải xiết nước, phải chăm sóc. Ba trái dừa. Trái dừa nó cũng khôn ghê, nó biết chui vô. Vô phương thì không có trái đâu. Này nó vô cái bữa. Nó hàng thấm này nè. Nó trái chứ hổng bốn trái dừa. Chấm cơm đừng tạo. Ở chú dừng có trái, có một trái dừa. Sao cái dừa? Ai có cái chùm chùm đâu? Tổng có trái, không ăn được. Sầu riêng vậy đó. Cũng nói phải trồng anh bao là anh xiết trước. Anh phải tới tháng phải chăm sóc nó mới có trái. Tới bên cả lát ta tới giờ ta biết rồi. Ông để cái đục mà toàn là dừa không à mọi người ơi. Anh cầm cho nó đẹp cho em đây cái con tôm đây. Ơi chết hả? Còn sống không? Ok. Ở đây đây đây. Đang ở bên kia ba ơi. Rồi đâm phải ai? Nó cả. À đó. Phải không? Rồi nó trúng mất rồi. Ông quăng chỗ đó, ông quăng lên tôm mà. Thả dưới mưa không mình hả? Không. Rồi đưa cái trứng lên coi coi. Ừ. Tháng vậy anh? Không gì này, tưởng cái này đâu rõ tôm nó vô rồi. Ơi, tôm nữa kìa. Chết queo luôn rồi. Này... Tép bầu. Con này cũng chết luôn rồi nè. Nhưng mà ăn được, nó mới chết á. Tôm này nó chết đâu có sao, ăn mà ông gặp tên chết rồi là đừng nên ăn. Sợ tôm thuốc. Còn đây thì ta đặt hàng ngày mà vô nước hết một ngày. Gì nhiều dữ vậy? Này bỏ vô hồ mình nuôi ngon hơn á.